nó đào kênh đó để cho đừng có ngập, chứ lấn chiếm kênh nè nó ngập quá. Chỗ nào ai còn lâu rồi, tao như lớn rồi ở dưới kia kìa, để quanh này nghe đây nè. Ngày vô mua đi con, chạy 1 vòng nữa. Ở đây á là đường Phan Văn Khỏe nha. Đây dì ba lấy giấy cúng á, lâu lâu qua chở dì ba mình đi mua giấy cúng á, ngoài đây người ta bán rẻ hơn. Nó ở đây người ta kêu là chợ lớn á. Ở phía đằng trước là chợ Bình Tây. Dọc dọc ở đây á người ta kêu là chợ lớn, chợ Bình Tây á, ai cũng kêu sao kêu. Ở đây là bên hông chợ Bình Tây á, thì nói chính xác hơn là bên hông chợ Bình Tây. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy thử một phòng nha. Cái đoạn đường này á thì có mấy nhà sát ở bên con kênh á bị giải tỏa hết rồi, người ta giải phóng mặt bằng đó. Đó lúc trước là nhà ở phía bên trái nhiều lắm, còn bây giờ thì ít nhà rồi. Để xem bên này trước đi, trời ở đây là cái gì. Cái đoạn đường này cũng không có, cũng không phải là chợ nữa, nên là mình sẽ vòng ngược lại nha. Vòng ngược lại đi, chạy vô trong chạy một vòng cho mình tay xem thử xem đường ở đây được đó, xe tải này chưa chạy vô cũng được. Chỉ có điều là cái đường ở phía bên trong chợ ở đó mà xe tải chạy vô thì sẽ bị kẹt xe, khó lắp ra lắp lại lắm. Đó, ở đây nè, cái xe ngoài đây là chợ Bình Tây nè, bên hông chợ Bình Tây. Chỗ này thì có bán đầu gà chiên ha, người ta chiên đầu gà người ta bán rồi, họ biết nhiều trái đó. Chợ Bình Tây bây giờ là buổi trưa ha, 2 giờ, hơn 2 giờ trưa rồi ở chợ Bình Tây. Cái bên này người ta bán khô quá trời, khô có sạch 300.000 ký, khô bò này kia, rồi tôm khô này kia, đủ giá trơn. Nếu mà khác nước thì có mấy người đi bán nước dạo, họ phục vụ tận nơi luôn. Chợ giờ này cũng hơi vắng ha, nhưng mà buổi sáng với lại buổi chiều đông lắm. Bây giờ buổi trưa trời nắng mà ít ai đi chợ. Nó tôm khô, khô gà, khô bò, khô quá trời khô, chính thôi cái loại khô. Rồi mình sẽ chạy vào ở phía bên trong chợ. Ở đây là ở phía trước nè, mặt tiền chợ Bình Tây đó, hơi chật nha, do là người ta đậu xe rồi người này lấy xe, người kia đậu xe này nọ, người này đẩy hàng hóa này kia đó, nên khá là chật. Ở phía đằng trước này thì chủ yếu là họ bán về bánh kẹo, mấy cái trái khô đó, như là nhãn khô, vải khô nè, táo tàu này kia. Chợ này cũng có bán dược liệu nữa nha, dược liệu là chủ yếu để hầm mấy cái món người Hoa, cái như là gà hầm thuốc bắc này nọ đó. Nó bán mất nè, mất quá trời luôn, chưa tới mà bán mất quá trời. Nó xe rất là chật thiệt. Nó bán mấy cái trái là hén quả rồi nấm mèo và cải sao bấu gì đó, là củ cải khô đó, củ cải phần muối, củ cải muối khô. Ở phía bên này thì họ bán mấy cái đồ khô,
bún kho này nọ đó, và ở phía bên trái thì có lựa chọn cho con nít nha. Có mấy người bán vé số quá trời, họ thích bán ở ngoài mấy cái chợ mà không biết vì sao. Người đây đó thì có khả năng là bán được hàng. Chợ ngày hôm nay cũng tháng chứ không có chạy xe, có nhiều lần đi á, người ta chở hàng hóa này kia vô chạy xe cũng nhắc luôn. Còn ngày hôm nay thì không có tiền. Đó có mấy ngôi nhà nè bị giải tỏa rồi không, đó, bị giải tỏa hết á. Cái này là như là kênh, kêu là kênh gì ở quên, không phải kênh nước đen mà kênh gì vậy, kênh hàng xanh hay gì vậy, mà đâu có xanh đâu mà kêu kênh hàng xanh. Đó, tới khúc này có thể nói là hết rồi đó, bây giờ mình chỉ tìm đường để mình vòng lại thôi, vòng phá Dung Tiều. Vô trong đây là hết. Trong này nè, trong này là bị giải tỏa rồi không, bị giải tỏa, bị san bằng hết, không còn gì hết. Có một cái bàn thờ, anh thờ nhỏ ở đây, bàn thờ này. Có vài cái ngôi nhà sập sệ trong, nói hết rồi, hết chợ rồi, hết chợ rồi đó, chợ Bình Tây á. Bánh tráng thì kêu quá trời kêu. Ui à, trời ơi, ông này ông chở hay gì trời. Đó đó, bị kẹt xe rồi đó. Kẹt xe là do xe hàng nó chở hàng hóa này nọ đó, cái nào kẹt xe. Đường hẹp mà nó xuống hàng đó, kẹt xe luôn, kẹt cứng nhắc luôn. Ngồi cười luôn. Chợ mấy người đó, họ chở hàng hết trời luôn. Chợ phía bên trong lòng chợ đó nha, mà đâu có vô trong lòng chợ được. Mình đang chạy xe mà đâu có vô trong đó được. Mà giả dụ có vô trong đó đi, cái camera này á, quay trời nắng hết thì thấy toàn á. Mà quay trong lòng chợ á, thiếu sáng hết, nó màu xanh mà không có thấy đâu, thấy cái gì đó. Đây á, buổi sáng á là họ bán cái là chợ truyền thống nhở, cá rau củ quả này kia đều có dọc ở trên đây. Và bây giờ là khoảng 2 giờ trưa rồi, người ta cũng dịp bớt. Tuy nhiên là vẫn còn một số người bán, nhưng mà vẫn có thời đó có vài người họ vẫn còn bán rau cải, rau củ quả là chủ yếu, chứ còn thịt thà hiện tại là ngô nha. Hiện tại là không còn thịt thà cá mắm nữa. Có bánh trứng nè, bán cũng nhiều đồ rẻ sang đây thử coi. Ở đây là đường Phạm Đình Hổ nha, cái này người ta bán mấy cái đồ gia dụng đó, trụ son này rồi chảo nước này nọ đó, gọi tắt là đồ gia dụng. Có hộp nữa nè, ép nhựa ép dĩa gì tùm lum, rồi sữa vali nè, rồi bán mấy cái đồ nhựa nè dần nha, 20 dây đèn đỏ nữa. Vừa rồi họ nói thì đèn đỏ thì cứ ô tô là rẽ phải, nhưng mà thật sự đó không phải hả, chỉ được rẽ phải khi đèn đỏ khi mà có một cái tiểu đảo nè, hoặc là có một cái bảng phụ hướng dẫn, hay là có cái đèn màu xanh á, có cái mũi tên á, thì mình mới được rẽ thôi. Chứ còn không á là mình rẽ bậy rẽ bạ là bị đến lúc á mà bị bắt vì cái tội gọi là vượt đèn đỏ đó, là bị phạt cũng có triệu bạc tới cái phép đồ. Đó lại là chợ Bình Tây nữa nè, cái này là mình chạy hướng ngược lại cái lúc nãy là mình chạy lên, còn bây giờ là mình chạy xuống. Xe nhiều lắm, xe quá trời, có xe hàng không, xe hàng vô cái lại đường này chụp mất luôn. Như xe lưu thông mà chạy được cũng là chuyện lạ luôn.
đường rất là chật, chật có một phần nó do là người ta bày hàng hóa ra giữa đường á, nên là cái diện tích đường nó sẽ bị hẹp lại, với lại phần xe của người mua người bán này kia người ta đậu nữa. Mà cái đó là chợ rồi, chợ thì mình phải chịu rồi. À, bởi vậy á, đi chợ mà nóng vội á, là không có mua đồ được. Nên quý vị cũng phải hết sức bình tĩnh. Có mấy ngôi nhà phía bên trong chuẩn bị đập rồi. Như giờ đi bánh khoai mì nữa một cái 8.000. Lúc trước thì đâu đó có 5.000 cái à. Ban đầu 3.000 nha, sau đó rồi á thì từng lên đó, lên tới 5.000, xong rồi lên 7.000, 8.000, cái gì cũng lên đó, tạm hết rồi nha, tạm hết chợ rồi.